em bán cho anh em là 8 triệu đồng anh em nhé. 8 triệu đồng cây cấu hình cao full cao như này anh em nhé. Thì cái 8 triệu đồng anh em nhận được cái cấu hình nó như thế nào thì anh em xem video thì cố lắng lại xem hết video nhé. Thì em sẽ nói chi tiết cái cấu hình này để anh em có thể hiểu rõ hơn về cấu hình của cây củi này anh em nhé. Cái cây củi này em đang sử dụng cho nó là kính BSA nha anh em nhé. Kính BSA TMD tâm số, chống rung chống giật và chống nhảy tâm anh em nhé. Chống rung chống giật và chống nhảy tâm. Tâm hai dãy số, tâm khắc kính anh em nhé. Chữ chữ khắc vàng, thân kính 30 cho anh em tầm nhìn là bao quát rất chi là rộng nha anh em nhé. Đó, thì cái cấu tạo sử dụng của nó thì em nói luôn chi tiết trên video luôn để anh em thể hiểu rõ hơn này. Đây này, đây sẽ là cái lúm chỉnh cận viễn anh em mắt cận chỉnh ở đây nhá. Đây chỉnh độ zoom này, chỉnh độ zoom từ 4 cho đến 14 lần anh em nhá. Anh em chỉnh vừa tầm mắt anh em là được. Bên này sẽ là chỉnh sang phải sang trái anh em nhá. Anh em vặn theo chiều kim đồng hồ nó sẽ là sang phải, vặn ngược nó sẽ là sang trái anh em nhá. Lúm bên trên này nó sẽ là chỉnh lên xuống. Anh em vặn theo chiều kim đồng hồ nó sẽ là đi lên, vặn ngược nó sẽ là đi xuống. Bên này là lấy led nhiều cự ly nhá anh em nhá. Đó, đây anh em lấy chơi cự ly bao nhiêu thì anh em lấy led ở đây nhá. Anh em cứ vặn cái thông số nó về cái chấm trắng này là ok này. Ok chưa anh em? Rất chi là đẹp nhá, có ốc chống nhảy tâm này, chữ là chữ khắc vàng. Ok chưa? Đấy. Bình là bình carbon anh em nhá. Bình là bình carbon này. 0.36 được đan bằng sợi carbon nhá. Áp an toàn anh em bơm cho em là 250 cân đến 280 cân quay về. Là anh em bơm được khoảng 70 phát là anh em chơi thoải mái rồi. Van là van cricket đen bản dày hộp mở ba lỗ xả thẳng nhá. Đồng hồ là đồng hồ bạc. Đấy, full inox luôn, hàng là hàng công ty Huben anh em nhá. Đó, giảm âm là giảm âm bút leo 3 khúc 6 vách tiến lùi nhá. Giảm âm bút leo 3 khúc 6 vách tiến lùi. Và giảm này là 6 vách đồng anh em nhá. Em đang lắp 2 khúc thôi. Khi gửi đi cho anh em, em sẽ gửi thêm cho anh em một khúc nữa là 3 khúc. Anh em thích dài về lắp thêm nha anh em nhá. Tay cầm này là tay cầm gỗ mun anh em nhá, tay cầm gỗ mun, vân là vân tự nhiên. Đấy, rất chi là dày dặn anh em nhá. Anh em nhìn từ đường viền này, rất chi là dày dặn và đẹp luôn. Ok chưa anh em? Đó, tay cầm này là chống mối mòn, anh em dùng đô 35 là càng dùng càng bóng càng đẹp nhá. Cò ba mảnh này rồi bọc đồng, tay kéo inox. Khung là khung vuông anh em nhá. Khung vuông Taiwan Đài Loan anh em nhá. Đó, có mã vạch ở đây anh em có thể check ra tên công ty luôn. Khung cắt máy CNC là không có tí ba vía góc cạnh nào luôn. Anh em ráp cái là bám cò bám bố luôn, không có tí lỗi lầm nào cả anh em nhá. Lớp sơn alot rất là lì và rất chi là ok luôn anh em nhá. Đó, con này em đang sử dụng cho là lòng lô tha wiser anh em nhá. Lòng lô tha wiser loại nhập anh em nhá. Nhập loại 1. Loại 1 chất thép CR45 chống bào mòn khương, anh em chơi về lâu về dài là không sợ bị mòn khương anh em nhé. Đó, ok chưa? Cây này bao cho anh em là 70m là lắp C2 nhá. 70m là tin quả xoài, em có video test 70m ăn quả xoài luôn anh em cây này nhá. Ok chưa? 90m anh em là hạ cò, 100m hạ cò nhá. Anh em mà chơi lâu rồi có kinh nghiệm bắn anh em có thể bêm được xa hơn anh em nhá. Tổng chiều dài của cái cây này nó là 1m1 anh em nhá. Đây là cây thẳng dài. Tổng chiều dài là 1m1 anh em nhá. Em có cả talon nữa. Cây dài và talon em đều bán đồng giá như nhau. Đồng giá 8 triệu đồng cây này nhá. Đấy, bán cho anh em là 500 khẩu ở trong cái kênh mới này, video đầu tiên anh em nhá. Đấy, anh em có nhu cầu đặt hàng thì gọi điện đến một trong ba số điện thoại này nhá. Kết bạn Zalo bằng hai số điện thoại này cho em. Đây là hai số điện thoại có thể kết bạn Zalo. Anh em gọi điện thoại đặt hàng thì có thể một trong ba số này gọi đều được nhá. Anh em khi đặt hàng, mua hàng một cây như này của bên em, anh em sẽ được tặng kèm là một hộp đạn nhá. Một hộp đạn gần 300 viên. Đạn nhà em là đạn chì dây mềm anh em nhá. Đấy, váy rất chi là mỏng và sâu. Đạn chỉ dây mềm anh em bóp nhẹ cái đã sụt rồi. Đấy, đảm bảo cho anh em là bắn không bao giờ sợ bị mòn khương anh em nhé. Anh em có nhu cầu mua thêm thì đặt thêm nhé. Bên em là bón có bán cả đạn luôn. Ok chưa anh em? Đó, thì bên em này có hai phương thức giao dịch nhá. Một là ship COD qua đường bưu điện, hai là gửi xe cho anh em. Anh em nhận được gói hàng nào thì thanh toán gói hàng đó qua đường COD nhá. Quyền lợi của anh em là được bóc ra kiểm tra hàng, đúng hàng đúng sản phẩm anh em thanh toán, không đúng hàng đúng sản phẩm anh em giả về cho bên shop nhá. Phương thức thứ hai là phương thức gửi xe. Gửi xe thì hỗ trợ anh em ráp hoàn thiện như ở trên video đây nhá. Đấy, căn chỉnh zero, đồng trục đồng tâm, test ở khoảng cách zero mà anh em yêu cầu, test trụm rồi mới gửi đi cho anh em nhá. Chứ nên là anh em cứ nhận hàng một lần thanh toán nhà xe anh em nhá. Thì nhà xe thì không được kiểm hàng đâu anh em ạ, tại vì xe là người ta chở khách mà, người ta chỉ giao hàng nhận tiền xong người ta đi. Trên xe rất là nhiều khách, người ta không đỗ để người ta chờ mình kiểm hàng đâu anh em nhá. Đấy, khi anh em mua hàng thì phải hiểu rõ về cách thức giao dịch thì anh em mua bán nó nhanh chóng hiệu quả nhất anh em nhé. Đấy, bên em là nhận giáp test căn chỉnh gửi xe nguyên cả cây. Đấy, lúc nào cũng là giáp test căn chỉnh đầy đủ cho anh em, bắt đầu mình gửi đi cho anh em nhé. Để anh em cứ yên tâm, nhận hàng là về là chỉ việc chơi thôi chứ không cần làm cái gì cả đâu anh em nhé. Đó, một video ngắn thì cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống nhé. Đặc biệt là thường xuyên là ghé qua để ủng hộ shop em nhiều hơn nữa. Em sẽ ra nhiều video hay, ra nhiều những cái video mới, những cái sản phẩm mới và mang lại những cái sản phẩm thật sự là chất lượng để anh em cùng tham khảo và cùng lựa chọn cái cây củi mà phù hợp với mình anh em nhé. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp tất cả anh em ở những video clip tiếp theo. Chào anh em.